Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gạo lứt màu nào quý nhất? Hiện nay gạo lứt có 3 màu: trắng, ngà, đỏ và đen. 3 màu này là màu của lớp cám của giống gạo đó. Nhiều người hỏi gạo màu nào tốt hơn. Điều này tùy thuộc thể trạng của từng người. Người có thể trạng âm thì ăn giống gạo dương hơn, và người có thể trạng dương thì ăn giống gạo âm hơn. Người quân bình thì ăn giống gạo nào cũng được. Chúng ta dựa vào một số điểm sau để phân định gạo nào dương hơn, gạo nào âm hơn, gạo nào phù hợp với mình. Giống lúa. Giống lúa có từ lâu đời thì tốt hơn giống lúa mới lai tạo sau này. Thường mỗi địa phương có một giống lúa đặc thù cho vùng đó, hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và rất tốt cho dân địa phương sử dụng theo nguyên lý thân thổ bất nhị của Đông y. Cùng là gạo, nhưng gạo ở địa phương sản xuất ăn sẽ tốt hơn gạo từ xa mang đến. Thời gian canh tác tính từ lúc gieo lúa, giống xuống ruộng cho tới khi gặt. Giống lúa canh tác trong 6 tháng, lúa 6 tháng, thì tốt hơn giống lúa canh tác chỉ 3 hoặc 4 tháng. Thời gian canh tác càng dài, thì giống lúa đó càng dương và hạt lúa hấp thu sinh khí của trời đất càng nhiều. Ở Tuy An, Phú Yên, trước đây mấy chục năm, còn có những giống lúa 8 tháng rất quý như bát quạt, đuôi nai, nhưng bây giờ không biết còn hay không. Giống lúa 6 tháng là giống có từ lâu đời, gieo trồng khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch và thu hoạch vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Cái hay của giống lúa 6 tháng là đến tiết đông chí mới trổ bông, chưa tới đông chí là chưa trổ bông, dù gieo trồng trước tháng 6 hoặc là tháng 7. Số vụ mùa, giống lúa nào trồng mỗi năm một vụ thì tốt? Giống lúa trồng mỗi năm 2-3 vụ, giống lúa 6 tháng trồng mỗi năm chỉ có một vụ. Mỗi năm một vụ mùa thì đất có thời gian để tạo độ màu mỡ và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây lúa. Trồng nhiều vụ trong một năm làm cho đất không kịp tái tạo độ màu mỡ của đất, cho nên không đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây lúa. Yếu tố tự nhiên. Lúa được trồng hoàn toàn tự nhiên hoặc chỉ bón phân hữu cơ, hoặc tốt hơn lúa bón phân hóa học, thuốc trừ sâu hoặc là các hóa chất, vì các chất hóa học và phân hóa học làm cho cây lúa và hạt lúa âm hơn. Chất hóa học làm cây lúa âm hơn và mềm, nên cây lúa này thu hút sâu rầy và vi khuẩn đến, vì môi trường âm là môi trường sinh sống của sâu rầy và vi khuẩn. Cho nên, đã bón phân hóa học là phải phun thuốc trừ sâu đi kèm. Đây là điều tất yếu, được trồng tự nhiên hoặc chỉ bón phân hữu cơ thì cây lúa dương hơn, cứng hơn, nên sâu bọ và vi khuẩn thường tránh xa những cây lúa này. Về màu sắc, màu đỏ dương hơn màu trắng và màu trắng dương hơn màu đen. Tính thân thổ, ăn gạo lứt trồng ở trong vùng, trong nước thì tốt hơn ăn gạo lứt từ nơi khác, từ nước ngoài. Trong Đông y có câu thân thổ bất nhị, con người, khí hậu, môi trường và vùng đất mà mình đang sinh sống có quan hệ chặt chẽ và tương tác với nhau không ngừng. Sống ở đâu, ăn thức ăn ở đó thì tốt hơn. Độ xốp, gạo lứt xốp cứng dương hơn gạo lứt dẻo mềm. Hình dáng, gạo lứt hạt tròn dương hơn gạo lứt hạt dài. Về cách nấu cơm, cơm nấu bằng cách chưng cách thủy trong nồi áp suất là tốt nhất và ngon nhất. Nấu càng lâu thì cơm càng dương và càng ngon. Nấu bằng ga củi và than sẽ tốt hơn nấu bằng điện. Thực dưỡng không khuyến khích sử dụng điện để nấu thức ăn, dù là cơm hay bất kỳ thức ăn nào khác. Ở Việt Nam và cả trên thế giới, gạo màu trắng ngà được sản xuất nhiều nhất, phổ biến nhất trong 3 loại gạo. Đó là lý do tại sao gạo lứt có tên tiếng Anh là brown rice, gạo lứt trắng ngà. Giống gạo lứt đỏ, red rice, rất ít, và giống gạo lứt đen là black rice càng ít hơn nữa. Gạo lứt trắng ngà quân bình âm dương hơn gạo lứt đỏ và gạo lứt đen, cho nên gạo lứt trắng ngà được sử dụng rộng rãi cho tất cả những người bình thường, từ trẻ em cho đến người già. Gạo lứt đỏ dành cho những người bị bệnh âm như tiểu đường, ung thư. Gạo lứt đen dành cho người thể tạng dương sử dụng. Nói chung, cả ba loại gạo lứt đều quân bình âm dương so với các thực phẩm khác, nên mọi người từ già đến trẻ em, cả phụ nữ và nam giới đều sử dụng được. Người nào thích loại nào thì ăn loại đó. Gạo lứt là hạt gạo còn lớp cám và chỉ xay bỏ vỏ trấu. Sau khi xay bỏ lớp cám, trở thành gạo sắc trắng thông dụng hiện nay. Việt Nam có giống gạo huyết trồng, đỏ từ lớp cám đến hạt lõi tinh bột, nên dễ nhầm gạo huyết trồng thường với gạo lứt đỏ. Để phân biệt, chúng ta xem hạt gạo có còn lớp cám, có còn phôi hay không. Còn cám và phôi là gạo lứt, không còn là gạo huyết trồng. Hoặc khi bẻ đôi, gạo huyết trồng vẫn đỏ bên trong khi bẻ đôi thì gạo lứt thấy lõi trắng ở bên trong. Như vậy, vẫn có gạo huyết trồng lứt nếu hạt gạo này còn lớp cám bao bên ngoài.
Phôi là nơi nảy mầm của hạt lúa và hạt gạo lứt. Hạt gạo lứt gieo xuống đất sẽ nảy mầm và lớn thành cây lúa. Do đó hạt gạo lứt chứa nhiều sinh khí. Hạt gạo thường gieo xuống đất không những không nảy mầm được mà còn hư trữa trong đất. Do đó gạo thường chứa nhiều tử khí. Ăn gạo lứt sẽ được hưởng nhiều sinh khí, nên có lợi rất nhiều cho sức khỏe con người. Hơn nữa gạo lứt còn đầy đủ nên quân bình âm dương, trong khi đó gạo sát trắng chỉ còn lõi tinh bột, mất quân bình. Đây là lý do tại sao ăn gạo lứt tốt hơn ăn gạo sát trắng. Bốn yếu tố đầu như giống lúa, thời gian canh tác, vụ mùa là yếu tố tự nhiên rất quan trọng quyết định chất lượng của hạt lúa, hạt gạo. Trong các loại thực phẩm, hạt gạo mới là thức ăn chính của người Việt và là thực phẩm tốt nhất để kiến tạo sức khỏe và phát triển trí tuệ. Thực phẩm tạo ra con người, thực phẩm tốt sẽ tạo ra con người tốt, người tài. Đây là điều mà ông bà ta đã khẳng định từ ngày xưa, thời vua Hùng qua việc chọn truyền ngôi cho người con thứ 18, dâng bánh chưng bánh dày để cúng tổ tiên. Nước ta lại là một trong những quốc gia sản xuất gạo nhiều nhất trên thế giới. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam xây dựng thế hệ tương lai hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy trí tuệ. Dù là một công dân bé nhỏ, tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm có những công trình nghiên cứu sâu rộng về gạo lứt, cách thức trồng lúa tự nhiên hoặc hữu cơ và phục hồi những giống lúa có từ lâu đời. Chúng ta cũng có thể tổng hợp những công trình nghiên cứu về gạo lứt sẵn có của nước ngoài. Trong khi chờ những chủ trương của nhà nước, tôi mong muốn người nông dân nên canh tác lúa theo tự nhiên và truyền thống bón phân chuồng và phân hữu cơ, đồng thời chọn những giống lúa 6 tháng. Không những cây lúa mà tất cả cây trồng để làm lương thực và làm thuốc đều trồng theo tự nhiên và hữu cơ để có những nông phẩm chất lượng cao cho bà con sử dụng. Ha ha ha, 问什么的说